Tiếp theo thầy Quyến thực hiện kinh nghiệm đốt lá magie trong không khí trên ngọn lửa đèn cồn. Cháy sáng chói trong không khí, tạo thành chất rắn màu trắng. Đây là chất rắn màu trắng, đây chính là magie oxit, tức là magie tác dụng với này oxy để tạo thành magie oxit. Nhưng bên cạnh đó thì magie nó là kim loại mạnh, khi đốt cháy trong không khí thì nó sẽ có cả phản ứng của magie với nitơ. Nhưng mà chúng ta không xét lại đấy, chủ yếu xét trên phản ứng của magie với này oxy thôi. Chúng ta khảo sát tiếp xem là nó có hiện tượng gì tiếp nữa. Tôi cho vào đây một ít nước. Khuấy cho nó tan. Magie oxit thì nó không tan trong nước. Thực ra nó đúng hơn là nó tan ít trong nước. Ta thử cho xem là một màu thì tím là. Quỳ tím không đổi màu, chứng tỏ là magie oxit chưa tan, không tan trong nước. Thầy có thể kiểm chứng qua một cái thí nghiệm tiếp theo là nhỏ vài giọt dung dịch phenol phthalein. Không có hiện tượng gì. Vậy là cái magie oxit đấy chúng ta thu được là nó không tác dụng với nước. Các em hay biết phương trình hóa học của magie với khí oxy.